Nếu chúng ta yêu những vẻ đẹp cổ kính, hoa mỹ của châu Âu, nhưng lại không đủ kinh phí để đặt chân tới các vùng đất xa xôi đó, vậy Philippines là một sự lựa chọn tuyệt vời không thể bỏ qua. Khi đáp ứng được các tiêu chí đẹp, rẻ và rất gần với Việt Nam, chỉ mất 4 tiếng đồng hồ để bay từ Nội Bài đến Manila, thủ đô của Philippines. Philippines là một quốc gia mang rất nhiều vẻ đẹp cổ kính của châu Âu. Với lối kiến trúc theo trường phái La Mã cổ điển, có thể nói đây là một phiên bản thu nhỏ của châu Âu vào thế kỷ thứ 15 và 16. Philippines nếu được dịch ra thì có nghĩa là vùng đất của vua Philip, một vị vua đã từng cai trị Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 15, một thời kỳ mà đất nước Tây Ban Nha vô cùng hùng mạnh, thời kỳ mà tư tưởng và triết lý thực dân được lên ngôi, khi các lãnh chúa ở châu Âu đã tạo điều kiện cho các đội quân của mình đi chinh phục, xâm chiếm các vùng đất xa xôi ngoài lục địa châu Âu được cho là đã không còn màu mỡ. Từ đó các nhà phiêu lưu mạo hiểm kiêm thủ lĩnh của những đội quân tư nhân đã vượt biển cả xa xôi để tìm đến những vùng đất mới, chân trời mới, nơi hứa hẹn có rất nhiều tài nguyên và lợi ích. Và nhà thám hiểm Magellan, người đầu tiên đã đi vòng quanh trái đất, đã khám phá và tìm ra đất nước Philippines. Việc khám phá ra Philippines đã tạo tiền đề cho công cuộc thực dân hóa của đất nước Tây Ban Nha lên vùng đất xa xôi này. Và đây là thành phố cổ Vigan, thành phố cách thủ đô Manila hơn 400 km về phía bắc, là một trong những thành phố cổ còn lưu giữ lại được những công trình kiến trúc lâu đời từ thời kỳ thuộc địa của Tây Ban Nha. Đến với nơi đây, ta có thể ngồi trên những cỗ xe ngựa, dạo quanh qua những con phố để tận hưởng không khí thoải mái, chậm rãi và không có sự ồn ào, xô bồ ở nơi đây. Ở những nơi khác, quá trình hiện đại hóa đã tác động và làm thay đổi ít nhiều những giá trị xưa cũ, thì ở nơi đây vẫn giữ gìn được những sắc thái, bản sắc riêng biệt của vùng đất này. Chính sự khác biệt và độc đáo đó mà mỗi năm nơi đây thu hút hàng triệu lượt du khách khắp nơi trên thế giới đến để tham quan và chiêm ngưỡng. Có một điều hơi đáng tiếc là vào tháng 7 vừa qua, ở Vigan đã xảy ra một vụ động đất hơn 7 độ Richter đã làm cho những công trình cổ ở nơi đây bị hư hại đi ít nhiều. Đi ngang qua những con phố ở Vigan, tôi thấy một món ăn có tên là lumpia, một món ăn rất giống món bánh xèo của Việt Nam. Nhân tôm, thịt và trứng được trộn ở trong một lớp bánh tráng, sau đó được quặn lại và cho vào trong chảo mỡ đang sôi sùng sục. Sau khi miếng bánh đã được chiên vàng thì chúng được ăn với thứ nước chấm cũng không khác gì nước giấm của chúng ta. Có thể nói văn hóa ẩm thực của Philippines và Việt Nam có sự giống nhau đến bất ngờ. Tham quan xong thành phố Vigan, chúng ta trở về thủ đô Manila của Philippines để tham quan một nơi cũng vô cùng đặc sắc, đó là thành cổ Ultramuro, là trung tâm đầu lão của bộ máy chính quyền thực dân Tây Ban Nha khi chiếm đóng Philippines. Ngôi thành cổ này chỉ rộng 0,67 km2 nhưng lại chứa đựng những tòa kiến trúc vô cùng tuyệt đẹp. Và đặc sắc nhất phải kể đến nhà thờ đá Augustine, một nhà thờ công giáo La Mã nằm ở vị trí trung tâm của thành cổ, là một trong những di sản văn hóa thế giới ở Philippines. Nhà thờ này được các linh mục người Tây Ban Nha cho xây dựng từ năm 1586 và được hoàn thành vào năm 1604 với kết cấu chủ yếu là những khối đá vô cùng vững chãi. Thế nên vào năm 1945, khi quân Nhật Bản xâm chiếm Philippines, quân Nhật Bản đã biến nơi đây thành một căn cứ quân sự để chống lại quân đội Mỹ. Và trong thời kỳ giao tranh, nó phải hứng chịu vô vàn những trái bom và những quả đạn pháo. Và đây là nhà thờ duy nhất còn tồn tại
trong số 7 nhà thờ ở Intramuros. Và vào năm 1970, chính quyền của Philippines đã thiết kế để biến ngôi nhà thờ này thành một bảo tàng lịch sử và tôn giáo, nơi chứa đựng những thứ bảo vật vô cùng có giá trị của Philippines nói riêng và thế giới nói chung. Về kiến trúc, nhà thờ Augustine được thiết kế bởi hai nhà kiến trúc sư tài ba người Ý, được mô phỏng theo khuôn mẫu của những tòa thánh đường tráng lệ ở Ý và Tây Ban Nha, với những dàn đèn bằng pha lê đầy màu sắc cộng thêm những trụ cột hoa văn được đắp lồi đã tạo lên sự uy nghiêm và tráng lệ khi chúng ta bước chân vào trong ngôi nhà thờ này. Và nơi đây cũng là trụ sở chính của dòng thánh Augustino ở Philippines, nơi đào tạo các vị tu sĩ công giáo để trở thành các linh mục và được điều chuyển đi khắp các nhà thờ ở Philippines. Và Philippines là quốc gia có người dân theo đạo công giáo lớn thứ nhất ở châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau Brazil và Mexico, với số liệu thống kê được là khoảng 85 triệu dân, chiếm gần 90% dân số ở Philippines. Và điểm tham quan tiếp theo là pháo đài Santiago, là điểm tham quan thu hút khách du lịch nhất ở Philippines. Pháo đài là các dãy tường thành được cho xây dựng bằng đá để bảo vệ các cơ quan đầu lão chính ở bên trong thành phố cổ Intramuros. Khi bước vào bên trong, chúng ta sẽ thấy cánh cổng của pháo đài. Đây là một biểu tượng tiêu biểu cho pháo đài Santiago. Đặc biệt nhất là bức phù điêu chạm nổi Đức Thánh James cầm gươm và cưỡi ngựa đi chinh phục thế giới, là một vị thần bảo hộ cho đất nước Tây Ban Nha. Do phải trải qua những trận chiến vô cùng ác liệt giữa quân đội Nhật và quân đội Mỹ trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nên rất nhiều công trình và hạng mục bên trong pháo đài đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Và trong những ngày tháng đen tối khi bị quân Nhật chiếm đóng, đã có rất nhiều thường dân vô tội Philippines đã bị thiệt mạng ở nơi đây. Hiện nay ở trong tòa pháo đài có rất nhiều những hầm hào và lô cốt được quân Nhật cho xây dựng ở trong Thế chiến lần thứ hai để dành cho trú ẩn và giam nhốt tù nhân. Bước vào bên trong những dãy đường ngầm, chúng ta có thể nhìn thấy những bức tượng sáp được ban quản lý cho lắp đặt để chúng ta có thể trực quan thấy được phần nào sự ác liệt của chiến tranh đã xảy ra ở nơi đây. Đứng trên mặt thành cổ của pháo đài Santiago, chúng ta có thể nhìn thấy từ bên đối diện là khu đô thị mới của thành phố Manila. Manila tựa như một ranh giới, một nơi phân định giữa thiên đường và địa ngục. Một bên thì giàu sang và hoa lệ, còn một bên thì nghèo khổ đến tận cùng cực của xã hội. Khi người giàu có đủ mọi thứ điều kiện để phát triển và vươn lên, thì những người nghèo thì phải mãi sống trong những khu ổ chuột và dường như không có một phép màu nào có thể giúp cho họ vươn lên trong cuộc sống hiện tại vậy. Nên những thước phim khi quay về cũng khu ổ chuột ở Manila, chúng ta có những hình dung tưởng rằng Manila của Philippines thì rất là nghèo khổ. Nhưng thực ra Philippines lại có những nơi vô cùng giàu có và sang trọng. Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia trên thế giới và có thể đánh giá được rằng những hệ thống trung tâm thương mại ở Philippines có thể được nói là hiện đại và sang trọng bậc nhất của trên thế giới. Nó không thua kém gì những trung tâm thương mại ở châu Âu và ở Mỹ cả. Khi bước vào bên trong những hệ thống trung tâm thương mại này, chúng ta có thể nhìn thấy một loạt những nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng ở trên thế giới. Và có lẽ là không có một mặt hàng nổi tiếng nào trên thế giới lại không có ở đây cả.
Và ở đây tôi bắt gặp thấy quán phở Hòa, món ăn của người Việt Nam ta. Nhưng thú thực là ở đây là do đầu bếp của người Philippines nấu và không có những thứ gia vị cần thiết để làm nên một nồi phở thật ngon. Thế nên có thể làm sai lệch đi phần nào món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam chúng ta khi quảng bá món này ra nước ngoài vậy. Ăn xong bát phở Hòa, chúng ta sẽ đi ra vịnh Manila để ngắm nhìn bờ biển khi buổi chiều tà ở Philippines. Khung cảnh ở đây rất là đông vui và nhộn nhịp khi buổi chiều người dân ra đây tản bộ và ngắm cảnh biển hoàng hôn. Chính vì sự nhộn nhịp và tấp lập đó mà ở xung quanh vịnh Manila mọc lên rất nhiều những nhà hàng và khách sạn cao cấp để người dân có thể ngồi ở xung quanh bờ biển thưởng thức hải sản và ngắm nhìn phong cảnh của vịnh Manila, là một trong những vịnh được đánh giá là top đẹp nhất trên thế giới. Và ở Manila còn một điểm vô cùng thú vị nữa, đó là khu Chinatown ở Manila, nơi tập trung đông đảo người Hoa nhất ở Philippines này. Khi đến nơi đây, chúng ta sẽ thấy những cảnh xô bồ và láo nhiệt, những cảnh chen chúc và tắc đường, cảnh người dân buôn bán nhộn nhịp ở thành phố Manila. Và chúng ta không ít lần sẽ bắt gặp được những cảnh người nghèo khổ phải ngủ trên vỉa hè như thế này. Trông thật là đáng thương, những đứa trẻ trông rất là đáng thương, tội nghiệp. Về ẩm thực của Philippines, khi nhắc tới nổi tiếng nhất, ta có thể nói đến là món adobo và inchon. Thì hôm nay tôi sẽ ăn thử món inchon. Món inchon thực ra là món lợn sữa quay ở Philippines. Những con lợn sữa độ tầm khoảng 20 cân cho đến 30 cân sẽ được đóng vào những cọc tre và sẽ được quay trực tiếp trên những hòn viên than hồng. Thời gian quay là từ 45 phút cho đến 1 tiếng. Về công nghệ quay thịt lợn của Philippines thì cũng có nét tương đồng với món lợn quay của người Hoa. Thức xong món lợn quay inchon, chúng ta sẽ về một khách sạn cổ có tên là Vanento, được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 để tận hưởng cảm giác sống trong một căn biệt thự cổ của thời hồi xưa như thế nào. Khi bước chân vào bên trong khách sạn này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác như đang sống ở một trong phim trường hoặc là một nơi thuộc châu Âu vào thế kỷ thứ 16 và 17 vậy. Tất đều được giữ những cái dáng vẻ rất là cổ xưa, từ bàn ghế và các cái dụng cụ dùng trong khu khách sạn đều mang dáng dấp của từ thời xưa vậy. Vậy là chúng ta đã tham quan xong những công trình đẹp và cổ ở Philippines. Chương trình giới thiệu về đất nước Philippines của tôi đến đây là hết. Nếu các bạn thích và thì hãy cho tôi một đăng ký và một like, một chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn.